Rạng sáng ngày 15 tháng 3, trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Europa League, Liverpool đã thắng 6-1, giúp Salah trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ cán mốc 20 bàn ở 7 mùa giải liên tiếp. Chiến thắng trước Sparta Praha cũng giúp The Kop có được tỷ số chung cuộc đậm nhất từ năm 1981 tới nay. Liverpool ra sân với đội hình pha trộn giữa các cầu thủ trẻ và lứa trụ cột gồm Salah, Nunes hay Szoboszlai. Nhìn vào những gì huấn luyện viên Klopp đưa ra sân, có thể nói ông không hề nương tay đối thủ bởi đây là đội hình tốt nhất của Liverpool ở giai đoạn khủng hoảng vì chấn thương hiện tại. Với đội hình vượt trội, Liverpool đã khiến đối thủ gặp ác mộng. Ngay phút thứ 7, Liverpool đã mở tỷ số khi Darwin Nunes dễ dàng ghi bàn từ cự ly gần. 7 phút sau đó chứng kiến cơn ác mộng của Sparta Praha khi họ nhận tới 3 bàn thua ở quãng thời gian này. Phút thứ 10 vẫn là hậu vệ Sparta Praha mất bóng ở phần sân nhà. Salah cướp bóng và sút tung lưới đơn giản. Tới phút thứ 14, Salah kiến tạo để Cody Gakpo ghi bàn. Anh tung một cú volley trong vòng cấm không thể cản phá. 4 bàn được ghi trong 14 phút là mật độ bàn thắng tốt nhất mà một câu lạc bộ có được tại Cúp châu Âu sau 53 năm. Trước đó vào năm 1971, Chelsea ghi 4 bàn sau 13 phút đầu trận. Trước hàng thủ hớ hênh của đại diện Cộng hòa Séc, Liverpool không thể không ghi thêm bàn. Phút thứ 48, Salah chuyền bóng cho Dominic Szoboszlai sút tung lưới. Đến phút thứ 55, cuộc chơi được định đoạt. Liverpool ấn định tỷ số 6-1 sau pha áp sát và tung cú đá nhanh như cắt của Elliot, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Liverpool có 20 bàn trong 7 mùa giải liên tiếp. Cùng với Haaland, Salah còn là một trong hai cầu thủ hiếm hoi cán mốc đóng góp dấu dày vào 30 bàn, cả ghi bàn lẫn kiến tạo trên mọi đấu trường mùa này.